chào các em, sáng nay chúng ta lại tiếp tục học tiếng Nga lớp 7. Chúng ta đang học bài số 3. Ngày hôm nay chúng ta sẽ xem phần tiếp theo là phần số 7. Trong phần này chúng ta sẽ học nội dung nói ai có thể làm gì. Ở đây chúng ta làm việc với động từ một. Trước hết chúng ta sẽ cùng nhau cho hình ảnh đậm lên một chút để chúng ta có thể nhìn rõ hơn. Thế và ở đây chúng ta có đoạn đối thoại thứ nhất. Nadia, cô gái tên là Nadia hay là bạn gái Nadia, nói chuyện với anh chàng Kolya. Nadia, Kolya. Khi chúng ta gặp những tên người Nga, chúng ta cố gắng viết riêng ra thành một cái danh sách và chúng ta chịu khó luyện đọc hàng ngày. Nadia, Kolya. Kolya, ты не хочешь пойти на концерт с нами? Chúng ta có âm t ở trong từ концерт. Âm e đứng đằng sau âm t là âm cứng, cho nên bị biến thành e cứng. Ye biến thành e. Chúng ta sẽ đọc là concert. Âm o đứng trước trọng âm bị đọc là a, cho nên ta đọc là concert. Na concert. Na concert s nami. Коля, ты не хочешь пойти на концерт с нами? Пойти là động từ đi. Xuất phát từ động từ идти, thêm tiếp động ngữ по, trở thành thể hoàn thành. Пай чи. Коля, ты не хочешь пойти на концерт с нами? Я хочу, но не могу. Tôi muốn đi, nhưng tôi không thể đi được. У меня нет билета. У меня нет билета. Chứ tôi không có vé. Cũng muốn đi lắm nhưng không có vé. Vậy thì anh chàng Коля nói sao? Я хочу, но не могу. Tôi rất muốn nhưng mà tôi không thể đi được. Ở đây chúng ta sẽ gặp động từ một. Chúng ta cùng nhau tham khảo động từ một. Một là một động từ mà có cái đuôi khá đặc biệt, đó là đuôi ch và dấu mềm. À, nếu khi một động từ mà có đuôi khá đặc biệt như vậy thì cái cách chia của nó cũng sẽ đặc biệt. Cho nên các em cần rất lưu ý. Chúng ta chia động từ yamagu tới можешь. Ты можешь. Я могу. Ты можешь. Он может. Мы можем. Вы можете. Они могут. Nó lại quay trở lại với âm rg. Có sự chuyển đổi giữa âm rg. À, vậy thì chúng ta lưu ý động từ một ở đây là khi chia thì nó sẽ có sự chuyển đổi từ âm r sang âm g. R, g, g, r. Một tạc chúng ta sẽ viết nhé. Đó là âm g sang r. Hoặc là ngược lại, r sang g ở trong quá trình chia. À, như vậy, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia động từ một ở thì hiện tại. Nhưng động từ một này nó cũng sẽ đặc biệt ở thì quá khứ. Thì quá khứ của chúng ta sẽ là on mok. Âm g đứng cuối từ đọc thành k. On mok. Anna magla và ani magli. Chúng ta cùng đọc lại. On mok. Anna magla. Ani magli. On mok. Anna magla. Ani magli. Chúng ta cùng đọc lại. Я могу. Ты можешь, он может, мы можем, вы можете, они могут, он мог, она могла, они могли. Tiếp theo, chúng ta cần chú ý thêm một điểm nữa, đó là động từ мочь cộng với động từ đi sau đó là infinitive, tức là động từ thể hoàn thành, động từ nguyên thể, gọi là động từ nguyên thể. Cho nên chúng ta cần rất lưu ý khi chúng ta sử dụng ở đây là chúng ta sẽ cộng với một cái động từ nguyên thể nào đó ở đằng sau. Điều thứ ba mà chúng ta cần lưu ý nữa đó là thể hoàn thành của động từ, đó là smoch. Smoch. Đọc là smoch. Đó là động từ savirseny, viết động từ thể hoàn thành. Cách chia của nó thì cũng y như thế này, chỉ có điều chúng ta sẽ thêm âm sờ ở đằng trước. Я смогу, ты сможешь. Đây là âm s đứng trước âm m, cho nên chúng ta vẫn đọc là s
không đọc là giả. Chúng ta đọc là smooch, smooch. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem xong động từ smooch. Quay trở lại với bài, chúng ta đọc lại đoạn đối thoại vừa rồi. Коля, ты не хочешь пойти на концерт с нами? Я хочу, но не могу. У меня нет билета. Chúng ta lưu ý билет đó là danh từ giống đực, tận cùng là đuôi t, phụ âm t. Nhưng đứng sau нет thì sẽ phải ở cách 2 số ít, cho nên là нет билета. Cách 2 thì giống đực và giống chung sẽ có đuôi a và đuôi ya. Đây là danh từ giống đực cộng thêm đuôi a. Нет билета, không có một cái vé. Chúng ta biết ví dụ như là từ дом, đó là ngôi nhà. Nếu nói tôi không có nhà để ở, chúng ta sẽ nói у меня нет дома. Дом thành дома. Chúng ta có từ магазин là cửa hàng. Nếu chúng ta nói tôi không có cửa hàng, chúng ta sẽ nói у меня нет магазина. Магазина. Đó là vừa rồi chúng ta lấy một vài ví dụ với danh từ ở giống đực. Chúng ta đọc tiếp theo. Ребята, Галя nói, đây là bạn Галя và bạn Саша. Галя, вы можете нам помочь? Вы можете нам помочь? Các bạn ơi, các bạn có thể giúp tôi được không? Chúng ta nhìn thấy можете, đó là động từ можете của chúng ta. Động từ можете là có thể. Các bạn có thể помочь. Chúng ta có từ помочь. Помочь đó là sự giúp đỡ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem động từ giúp đỡ là cái gì vậy. Động từ giúp đỡ của chúng ta đó là động từ помогать. Помогать. Động từ помогать là động từ chia theo nhóm một. Và đây là động từ thể chưa hoàn thành. Не совершенный вид. Cho nên động từ này chia rất bình thường. Ở đây chúng ta sẽ ghi đó là giúp đỡ. Và động từ помогать là động từ thể chưa hoàn thành, sẽ có động từ thể hoàn thành là помочь. Помочь. Chúng ta nhìn cái đuôi này giống như cái động từ một của chúng ta là động từ có thể lúc nãy. Đây là động từ thể hoàn thành совершенный вид của giúp đỡ, đừng có lẫn với động từ một, mặc dù hình thái của chúng giống nhau. Cho nên là cái cách chia của động từ помочь cũng rất giống với động từ một. Chúng ta sẽ cùng nhau chia: я помогу. Ты поможешь. Thế vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy là ngôi я có dạng chia я помогу, và dạng chia đây là ты поможешь. Đó là từ ngôi thứ hai. Và ngôi thứ ba, он поможет. Мы поможем. Вы поможете. Они помогут. Vậy đó là động từ помочь của chúng ta. Thế và thì quá khứ của nó cũng đặc biệt giống như là động từ мочь. Он помог. Она помогла. Và они помогли. Chúng ta thấy rằng khi học với thầy thì thầy luôn ôn lại kiến thức cũ cho các em. Có thể là đối với ai đó là thừa, nhưng mình nghĩ rằng hiếm có bạn nào mà thần đồng đến mức độ coi rằng chuyện này là thừa. Bởi vì sao? Nếu như chúng ta nhớ mung lung, tức là nhớ không chính xác hoặc là nhớ một cách hoang mang, thì các em việc ôn lại sẽ cho các em cái kiến thức rất tốt và củng cố kiến thức cho các em, đồng thời các em sẽ tự tin hơn trong cách sử dụng. Và ở đây chúng ta cùng nhau học thêm một định dạng nữa của động từ помочь, đó là người ta rất hay nói помогите. Помогите đó là hãy giúp đỡ tôi, hãy giúp tôi. Hãy giúp tôi. Và câu này đặc biệt là hữu ích khi mà các bạn rơi vào một cái hoàn cảnh khó khăn cần sự trợ giúp. Các em nói помогите. Người Việt Nam chúng ta hay có câu là cứu tôi với, giúp tôi với. Thì đây chính là cái câu này của trong cái câu tiếng Việt помогите, hãy giúp tôi với. Ví dụ là chúng ta bị cướp này, hoặc là chúng ta bị ngã này, hoặc là chúng ta bị gì đó, thì chúng ta sẽ kêu gọi ai đó giúp đỡ bằng cái câu помогите. Помогите люди, mọi người ơi hãy giúp tôi với. Như vậy vừa rồi chúng ta đã học thêm, học ôn lại
động từ pamagach, và nó là chính là cái câu này, chính là cái từ này, pamoch. Ребята, вы можете нам помочь? Các bạn ơi, các bạn có thể giúp tôi, giúп chúng tôi được không? Саша nói, конечно. Конечно, lẽ dĩ nhiên rồi. А что мы можем делать? Chúng tôi, thế thì chúng tôi có thể làm được việc gì? Вы можете убирать и украшать комнату. Вы можете убирать и украшать комнату. Ở đây, chúng ta có động từ убирать. Убирать là dọn dẹp. Và украшать. Украшать đó là trang trí. Украшать. Động từ украшать chia rất dễ. Я украшаю, ты украшаешь, он украшает, они украшают. Vậy thì động từ украшать các em chỉ cần viết ra giấy hoặc là ra sổ động từ của các em và viết nghĩa của nó ở bên cạnh là trang trí. Và nhóm chia là nhóm chia một. Trang trí có thể trang trí căn phòng. Украшать комнату. Trang trí một ngôi nhà. Украшать дом. À, trang trí trong một lớp học. Украшать класс. Класс là lớp học. Và trang trí cho nhà trường. Украшать школу. À, như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau học xong mẫu câu nói ai có thể làm gì. Thế và ở trong này chúng ta có hai đoạn đối thoại, đồng thời chúng ta có hai động từ mà chúng ta cần phải ôn lại. Đó là động từ much, có thể, với động từ thể hoàn thành của nó là smuch. Và động từ pamuch, đó là động từ thể hoàn thành của động từ pamagach, là giúp đỡ. Lưu ý, cặp động từ pamagach và pamuch sử dụng với cách 3. Như vậy, bài học hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn các em và sẽ hẹn gặp lại các em trong bài học tới. Thầy luôn luôn dạy mỗi một ngày với một cái khoảng thời gian rất ngắn, khoảng 10 đến 12 phút thôi, để các em không bị chán. Nếu như em nào ham học hơn thì có thể xem tiếp các clip khác. Thế còn nếu như bạn nào mà lười lười hơn một chút thì mỗi ngày các em cố gắng xem lấy một clip. Đừng quên bấm like cho video này và viết comment ở bên dưới video là em đang học lớp mấy, em rất thích học tiếng Nga, vân vân. Thế và các bạn hãy nhớ bấm đăng ký kênh để học bài thường xuyên. Cảm ơn các em, hẹn gặp lại các em trong bài học tới. Các em đang xem video trên kênh Tiếng Nga từ lớp 6 đến lớp 12 do thầy Hoàng thực hiện giảng dạy hàng ngày. Các em hãy bấm đăng ký kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và viết comment bên dưới mỗi video để động viên tác giả của các video. Chúc các em học thật tốt bộ môn tiếng Nga và hẹn gặp lại các em trong các video tới.